chúng tôi rất thân hạnh được giới thiệu với quý vị một người bán hàng mà chắc quý vị sẽ ngạc nhiên khi tiếp xúc anh là một người hòa nhã, đôn hậu, anh rất thành thật, tận tâm, yêu nghề và nhất là anh luôn luôn đặt quyền lợi của quý vị lên trên hết đại diện cho hai hãng bảo hiểm Farmers và địa Hôm HomeNet thưa quý vị đó là anh Mạnh Xuân Thái thưa quý vị bảo hiểm không phải chỉ là thương vụ mà còn là một sinh hoạt trong tinh thần tương trợ xã hội vì thế cho nên Tôi rất là vui khi được phục vụ cho những nhu cầu bảo hiểm của quý vị. Tôi cũng rất là mừng khi được giúp quý vị mua nhà, bởi vì căn nhà không phải chỉ là tài sản đầu tư, mà còn là mái ấm thân yêu của gia đình quý vị. Mời quý vị hãy gọi cho anh Mạnh Xuân Thái ở số điện thoại 281 530 0577. 5300577 hoặc đến gặp anh tại văn phòng bảo hiểm và địa ốc Mạnh Xuân Thái số 11415 đường Bao La đối diện tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ.